Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Chế Linh đã qua đời vì tuổi cao sức yếu tại Mỹ. Nhiều bầu show ở hải ngoại đã gọi về Việt Nam để nói chuyện với Chế Linh khi nghe tin ông bất ngờ qua đời. Ngày 17 tháng 11, tin đồn nam ca sĩ Chế Linh đã qua đời ở tuổi 75 gây xôn xao dư luận. Được biết, tin đồn này xuất phát từ cộng đồng người Việt tại California, Mỹ. Nhiều bầu show ở hải ngoại đã gọi điện thoại về để trực tiếp nói chuyện với Chế Linh mới thực sự yên tâm. Dù đã ở độ tuổi 75 nhưng Chế Linh vẫn chăm chỉ bay show để cống hiến giọng hát cho những khán giả yêu mến mình. Đối với Chế Linh, ông từng tâm niệm sẽ hát đến hơi thở cuối cùng. Nam danh ca Chế Linh được xem là một huyền thoại của dòng nhạc vàng, là một trong những ca sĩ đầu tiên hát nhạc vàng phổ thông thịnh hành và được yêu thích cho đến ngày nay. Ông bắt đầu nổi tiếng từ thập niên 1960, sau đó cùng với các ca sĩ, nhạc sĩ Duy Khánh, Hùng Cường và Nhật Trường được xưng tụng là tứ trụ nhạc vàng. Và trong bộ tứ này hiện nay chỉ còn lại duy nhất ca sĩ Chế Linh, ba người còn lại đã tạ thế được nhiều năm. Ca sĩ Chế Linh tên thật là Giam Len Trà, Len là người gốc Chăm tại vùng đất Phan Giang, Ninh Thuận. Ông còn có tên tiếng Việt là Lưu Văn Liên, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1942. Trong một gia đình có ba anh em, dù gia cảnh khó khăn, cha mất sớm khi mới 4 tuổi, nhưng Chế Linh may mắn được học hành đầy đủ. Lúc nhỏ, khi theo học chương trình tiểu học Pháp tại trường làng, ông được các linh mục người Pháp dạy thêm về nhạc lý căn bản. Lớn lên, Chế Linh theo học trung học tại trường Bồ Đề Phan Giang năm 1958. Chế Linh bỏ làng, rời mảnh đất quê hương quanh năm khô cằn nắng cháy để một mình vào Sài Gòn. Gần đây, trong một lần tự kể về cuộc đời, ông đã kể lý do của việc bỏ. Làng ra đi này là do làng của ông ở quê với làng kế bên thường xuyên xảy ra xích mích, ẩu đả nhiều lần. Ông lúc đó dù còn nhỏ nhưng bị vạ lây, bị thương vài lần. Ngoài ra khi đó vẫn còn sự kỳ thị về sắc tộc giữa các làng với nhau. Đến Sài Gòn, ba ngày đầu tôi chẳng có nơi ngủ, chẳng có gì ăn ngoài bánh trắng. Đến ngày thứ tư một ông xích lô đã chở tôi đến gặp gia đình người Tàu để nhận trông con giúp. Ban ngày trông trẻ, buổi tối tôi tự học nhưng không dám thắp đèn của chủ mà tự mua đèn. Nên ông cho tôi học, từ đó gia đình coi tôi như con. Ông bà cho tôi đi học tuy được gia đình người Hoa đối xử rất tốt, được cho ăn học đàng hoàng, nhưng việc làm thuê như vậy không thể giúp tiến thân, không phải là mục đích khi quyết định rời xa quê, nên Chế Linh muốn tìm hướng đi khác cho cuộc đời. Thời điểm này Chế Linh chỉ biết tiếng Pháp và tiếng Chăm, thường hát nhạc Pháp và nghe cổ nhạc chứ không nghe tân nhạc Việt. Tuy nhiên vào năm 1960, ông quyết tâm bước chân vào làng nhạc với, suy nghĩ rằng chỉ có âm nhạc mới có thể giúp hòa đồng được với cuộc sống ở vùng đất mới. Năm 1962, khi tròn 20 tuổi, Chế Linh có may mắn tình cờ gặp lại vị linh mục người Pháp lúc nhỏ đã dạy nhạc cho mình. Vị linh mục tốt bụng đã nhận nuôi và động viên ông tiếp tục đi học. Cũng trong năm này, Đoàn Văn Nghệ Biệt Chính tổ chức cuộc thi tuyển lựa ca sĩ để bổ sung cho đoàn. Chế Linh đăng ký tham gia, xuất sắc giành được giải nhất và trở thành ca sĩ của Biệt Chính đoàn, được làm việc chung với nhiều nhạc sĩ nổi tiếng là Trúc Phương, Bằng Giang, Châu Kỳ. Từ đó Chế Linh đã có thu nhập tương đối để tự nuôi sống bản thân mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ai nữa. Quả thật, tôi thấy may mắn vì còn có cơ hội để trở về, được hát, được trò chuyện với khán giả sau khi đại dịch Covid-19 càn quét cả thế giới. Có rất nhiều nghệ sĩ và người thân của chúng ta đã ra đi, vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại. Vì thế, lần này trở về, trong tôi có nhiều cảm xúc lắm, vừa thấy mình hạnh phúc, xúc động, vừa bùi ngùi nhớ thương. Tôi cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình sức khỏe để trở về quê hương, để được hát cho khán giả của mình. Tôi đã có buổi hát đầu tiên tại Hà Nội đầy ắp khán giả yêu thương. Tôi nghiệm thấy cuộc sống này vô cùng giá trị, giới trẻ nhìn vào quá khứ và tìm tương lai mới hơn. Quá khứ nằm trong hồi ức, không thể quên nhưng mình phải hướng đến những điều mới mẻ. Một số bạn trẻ gặp tôi trong hành trình đi diễn nói rằng họ không ngờ được ngồi với tôi trong thời gian này, bởi vì như tôi đã già rồi mà vẫn khỏe mạnh. Tôi thấy lớp trẻ bây giờ nghĩ hay hơn mấy năm trước, nhìn rộng hơn, bao dung hơn với cuộc đời. Tôi nhìn thấy như vậy,
cảm thấy rất sung sướng. Sau 2 năm dịch bệnh lắng xuống, tôi mới nhận đi show ở bên Mỹ, không ngờ sau đó dịch bùng phát trở lại. Nhưng đã nhận lời rồi thì vẫn phải đi. Trong buổi diễn, tất cả khán giả đều đeo khẩu trang. Khi hát xong, tôi và hậu trường tháo khẩu trang. Khán giả cũng tháo khẩu trang để chụp hình với nghệ sĩ. Khi còn 2 buổi diễn nữa thì tôi ngã gục vì mắc Covid-19 mà không dám nói với ai vì sợ bà con lo lắng. Tôi và vợ tự cách ly trong khách sạn 28 ngày. Bạn bè và khán giả biết, họ nấu đồ ăn để ở sảnh khách sạn cho tôi. Tưởng không nặng nhưng hóa ra tôi bị rất nặng. Sau đó khi khỏi bệnh, tôi còn hát vài show nữa mới về lại Canada. Khi nhận được lời mời về nước biểu diễn, tôi đã rất băn khoăn. Tôi sợ chính mình lại là nguồn lây bệnh cho bà con, khán giả của mình. Nhưng mà tôi nhớ Việt Nam quá. Lại đành trở về, tôi đã có lời hứa 1 năm ít nhất về nước 1 lần hát. Nhưng kỳ này đã 3 năm trôi qua tôi chưa trở về như ước nguyện. Về tới Việt Nam, tôi cảm thấy quê hương thật bình an. Với tôi, quê hương là bao nhiêu kỷ niệm. Tôi may mắn hơn rất nhiều người khi được đi khắp dải quê hương để hát. Trong đó có cả mảnh đất mà dân tộc Chăm của tôi sinh sống. Từ Quy Nhơn đến Phan Giang, Phan Thiết, về lại quê hương, tôi không chỉ tìm lại kỷ niệm, mà còn gắn cả những thương yêu giữa Chế Linh. Với khán giả, quê hương, khán giả cho tôi nhiều lắm, cho nên tôi phải trở về, đem hình hài này, giọng hát này đến với khán giả. Tôi rất cảm động trước tình cảm của khán giả với nhạc Bozello quê hương luôn ở đó. Trong trái tim tôi, dù có sống ở mảnh đất nào trên trái đất này, không nhất thiết phải về quê hương dưỡng già mới là yêu, nhưng nhất định, sau này nếu tôi có qua đời thì cho cốt thân xác này sẽ trở về với quê hương. Đó là tâm nguyện của tôi. Tôi thấy hạnh phúc khi khán giả hết lòng ủng hộ mình. Hôm vừa rồi diễn, thấy khán giả đứng lên hò hét tên mình, tôi đã trực rơi nước mắt vì cảm động. Tôi cũng có những mất mát riêng tư. Những người thân yêu là cha mẹ đã không còn để chứng kiến những thành tựu của mình. Còn cái được thì nhiều, không chỉ có ca sĩ Chế Linh mà còn là nhạc sĩ Tú Nhi nữa. Hai cái tên được yêu thương đến tận bây giờ. Vì thế, tôi cố gắng giữ sức khỏe để biểu diễn hay nhất, đền đáp tình thương yêu của khán giả. Dĩ nhiên, khả năng có thể vơi đi. Phải luyện tập hàng ngày vì vẫn còn sự thương mến ấy. Tôi không hối tiếc điều gì cả, thậm chí rất mãn nguyện nữa là đằng khác. Thoạt đầu, tôi suy nghĩ không được tốt như bây giờ vì có nhiều hoạn nạn trong đời sống và suy nghĩ có lúc còn hạn hẹp. Nhưng giờ thì không, mọi nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Tôi đã đứng trong hàng ngũ những ca sĩ có tên tuổi, dù ở đâu trên thế giới. Tôi vẫn luôn tự hào vì mình là ca sĩ Việt Nam.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.